5 giờ tôi đòi xách cặp đi về đấy. Rốt cuộc là tôi đi làm hay tôi đi nô dịch? Đây là bài viết 5 giờ đã đòi xách cặp về. Sếp bảo làm cuối tuần thì kêu than, nghỉ chút là ngồi ăn. Rốt cuộc là bạn trẻ đang đi làm hay là đi nghỉ dưỡng? Của tác giả Sandy trên báo điện tử Cafe Biz. Nội dung chính của bài viết hướng tới việc phê phán những người không thích dành thời gian rảnh để dành cho bản thân và không chịu cống hiến thì giờ cho công ty. Bài viết đồng thời cũng tạo động lực và cổ vũ người lao động hãy tranh thủ làm thêm, tích lũy thêm kinh nghiệm khi còn trẻ. Trên Spider Room, tác giả Đoàn Tăng đã viết một bài phản biện lại những quan điểm trên thông qua bài viết 5 giờ tôi đòi xách cặp về đấy. Rốt cuộc là tôi đi làm hay tôi đi nô dịch? Thông qua bài viết, tác giả đã chứng minh rằng việc tăng ca không nên là điều bắt buộc với tất cả mọi người. Ngoài ra, bài viết cũng mang tới cho bạn những gợi ý, những lời khuyên về việc phát triển sự nghiệp mà không nhất thiết phải ở lại công ty sau 5 giờ chiều. Lưu ý, bài viết này có giọng văn khá là dễ trigger, nên các bạn hãy cân nhắc kỹ trước khi xem tiếp nha. Sau một thời gian đăng tải, bài viết đã nhận về 40.000 lượt xem, có hơn 300 lượt upvote cùng với 50 bình luận. Được rồi, các bạn đã tò mò về nội dung của bài viết này chưa nhỉ? Mình là Pink Dot và chúng ta hãy cùng bắt đầu video nha. Có một sự thật rất tàn khốc, mấy cái bài viết ngụy tri thức càng xàm lố thì cái hiệu ứng thu về thì lại càng cao. Vậy nên, muốn sống tốt thì nhân lúc còn tỉnh táo hãy tránh xa những cái thứ báo mạng rác rưởi. Lại một ngày mới và lại một bài viết bợ đít cho giai cấp tư sản của một writer vô danh, nhưng mà mong được trở nên viral ăn mấy trăm nghìn bạc. Được như ngày hôm nay nhờ những giờ làm thêm. Xin hỏi, cái được ở đây mà anh nói đến là điều gì? Anh nói đến tiền, đến những cái mối quan hệ. Vâng, thì tôi cũng đồng ý rằng, một, nếu bạn ý thức được rằng điều gì là có ích nhất cho mình tại thời điểm này, và hai, tiền và những cái mối quan hệ có được nhờ việc làm tăng ca chính là những thứ mà bạn biết là bạn cần nó, thì đúng, chúng chính là cái được của bạn, tốt cho bạn. Nhưng mà nếu mong muốn của tôi là sức khỏe, là gia đình, là tri thức, là vốn sống, là hạnh phúc hay là tất cả những cái thứ còn lại, thế thì tôi được hay là tôi mất ở đây? Bạn nghĩ sao nếu tôi bảo rằng tôi chả quan tâm đếch gì đến cái việc tăng lương hay là thưởng của nhà bạn, mà cái tôi cần là bạn trả đủ tiền cho những gì tôi làm được, và đến 5 giờ khi tôi về nhà theo đúng giờ giấc đã giao hẹn trong hợp đồng làm việc thì bạn đừng có ngáng đường tôi. Hãy nhớ rằng, muốn nhân viên làm gì và làm được gì thì hãy giao hẹn với họ từ cái lúc phỏng vấn hay là thử việc, chứ đừng có nói một đằng rồi lại làm một nẻo. Thế còn cái việc nhân viên có chậm tiến hay là không thì còn phải xét lại. Vấn đề chậm tiến dựa trên cái tiêu chí gì? Tiêu chí đó có thực sự phù hợp và thật sự công bằng hay chưa? Chẳng thà tôi chậm tiến nhưng mà sáng sáng tôi vẫn đi làm đúng giờ, khi cần là tôi có mặt, khi yêu cầu các công việc thường ngày thì tôi hoàn thành, thì anh ta chẳng có cái lý do gì để mà chê tôi chậm tiến cả. Còn nếu đã cảm thấy công ty không cần những người chậm tiến như thế thì cứ thoải mái mà cho nghỉ việc. Không phù hợp thì cho nghỉ là đúng, nhưng mà đừng vì thế mà lên cái giọng bố tướng dạy đời mà chê bai những cái ai chậm tiến. Mà đấy là tôi còn chưa thèm động đến luật pháp. Căn cứ theo điều 106, số 2 Bộ Luật Lao Động ghi rõ, người sử dụng lao động được sử dụng lao động làm thêm giờ khi đáp ứng được đủ các điều kiện sau đây. A. Cần được đồng ý của người lao động. B. Đảm bảo số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong một ngày. Trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong một ngày, không quá 30 giờ trong một tháng và tổng số không quá 200 giờ trong một năm. Trừ một số trường hợp đặc biệt do chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong một năm. C. Mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ. Theo đó, doanh nghiệp không có quyền yêu cầu người lao động làm việc tăng ca bắt buộc. Vì thế, hãy ngưng cái trò thúc ép và tạo cảm giác tội lỗi cho những người lao động chậm tiến. Và hãy thử nghĩ xem mình có đang đối xử và đãi ngộ họ công bằng hay là chưa. Tôi làm gì khi người khác tăng ca? Xin thưa, tôi có cuộc sống và khát vọng riêng của mình. Còn cái bè lũ robot không biết làm cái gì khác ngoài cắm đầu cắm cổ bám víu vào cái công việc văn phòng điều hòa bàn giấy nhà bạn. Trong kia chúng nó có làm cái gì thì tôi cũng đếch quan tâm. Bạn hỏi tôi dựa vào lý do gì mà muốn làm về sớm á, muốn được nghỉ thứ bảy á. Tôi không hiểu là bạn đang mưu hèn kế bẩn hay là thực sự quá ngu dốt về cái gọi là kiến thức đời thường mà phải hỏi cái câu này. Có quá nhiều cách để một con người sống trong cuộc sống, và công việc thì không phải là tất cả. Với cuộc sống của một con người bình thường, thì ở một mức lương nhất định nào đó, khi con người ta không còn phải lo chỗ ngủ, lo cái ăn cái mặc, lo cuộc sống tương lai không biết lấy gì để đi tiếp, thì giá trị của mỗi 1.000 đồng đã không còn nguyên vẹn. Khi cơm áo đã đủ đầy, thì những giờ làm tăng ca để đổi lấy thêm một phần lương nữa sẽ không còn thực sự cuốn hút. Hơn nữa, như tôi đã nói, tôi còn cuộc sống riêng của mình. Tan sở tôi còn phải đi bơi hay là đi tập gym. Tôi không có nhu cầu chết ở tuổi 40 trên bàn làm việc công ty nhà bạn. Hôm nào căng cơ không tập được thì tôi đi học đàn cho đời bớt khô héo.
vì mỗi ngày 8 tiếng đều phải vùi dập cái liêm sỉ và cái tự trọng để cống hiến cho công ty nhà bạn rồi. Dù là người mới đi làm hay không, hết trách nhiệm là tôi phải được về. Đừng có tụt quần lôi cái chữ an nhàn ra ve vẩy trước mặt tôi. Ra cái chiều đạo đức lắm. Tôi đếch quan tâm bạn nghĩ tôi an nhàn hay là không. Cái tôi quan tâm là cái sự công bằng ở trong mối quan hệ giữa người lao động và người thuê lao động. Còn nếu bạn bảo những cái ai tan sở đi về nhà đúng giờ là biệt đội có tương lai không biết đi đâu về đâu ấy, thì xin lỗi, chắc là bạn phải xem lại. Phải biết rất rõ mình cần gì và tương lai mình muốn gì thì con người ta mới có thể dành ra được thời gian cho nó. Chỉ có cái bọn khỉ đột không biết làm cái gì khác ngoài cắm đầu vào cày cuốc không công cho nhà bạn mới gọi là cái bè lũ không biết tương lai khi nào bạn đột ngột sa thải họ sẽ phải đi đâu về đâu mà thôi. Mà nghĩ cũng phải, bao nhiêu cơ hội, bao nhiêu trải nghiệm ngoài kia mà đáng lẽ ra họ phải được bước chân ra để tìm kiếm, thì nay khi nhìn lại, họ đã trao hết cả cho doanh nghiệp của bạn rồi còn đâu. Vậy thì, tương lai của họ là gì đây? Cân bằng chính là công việc đi đôi với cuộc sống à? Ừ thì cũng đúng, nhưng mà là việc nào? Việc của doanh nghiệp nhà bạn á? Xin lỗi đi, bạn trả tiền để được sử dụng sức lao động của tôi trong vòng 8 tiếng, thì hãy liệu mà giữ cái giao hẹn đó. Còn lại tôi làm gì thì cái mẹ tôi. Đừng lãng phí tuổi trẻ của chính mình. Cái này bạn nói đúng quá, tôi chả có gì để nói thêm. Chỉ mỗi tội là cái định nghĩa thế nào mới là lãng phí, thì tôi cho rằng có lẽ như là bạn phải xem lại. Và rằng mỗi người sẽ có một cái nhìn khác nhau về cách sống làm sao cho không lãng phí tuổi thanh xuân. Nhưng mà có một điều gần như là chắc chắn, tuổi trẻ chỉ có thể bị lãng phí khi bạn chỉ chăm chăm cắm đầu vào một nơi và không bao giờ suy nghĩ về tương lai của mình, về khả năng tự định đoạt cuộc đời của mình, về cái giá trị xã hội bạn đã đang sẽ và có thể tạo ra ở môi trường này hoặc một môi trường nào đó khác. Một lời khuyên chân thành và hữu ích thực sự mà tôi có thể dành cho các bạn trẻ đó là không ngừng suy nghĩ về bản thân mình, kỹ năng của mình, tương lai của mình, những gì mình có thể thu được, học được từ những môi trường mình đang tiếp xúc, và với mỗi thứ đó thì bao nhiêu là đủ. Tuổi trẻ không lãng phí là tuổi trẻ tỉnh táo, biết mình là ai, biết mình làm gì, cần gì và bao nhiêu là cho vừa. Đừng chỉ vội nghe những cái lời bọc đường mật của các doanh nghiệp mà quên đi bức tranh tổng thể hơn về chính mình. Hãy nhớ rằng, sự cống hiến an toàn và đem lại nhiều lợi ích nhất cho bạn, đó là sự cống hiến cho chính bản thân mình. Hãy làm những gì bạn cảm thấy tốt nhất cho bản thân. Theo tôi, có hai kiểu người viết những bài viết tự mãn, ích kỷ và rác rưởi như thế này. Một là một ông sếp độc tài và ngu ngốc về quản lý nhân sự. Hai là một writer đang đói rách cần có một bài viết được feature trên cà phê Biz để nhận được 700.000 trang trải cuộc sống. Vì năm nay đã 30 tuổi rồi mà nhìn quanh vẫn chưa có cái thành tựu cái gì. Và thậm chí là chẳng có sếp nữa để mà công nhận. Thế giới đúng là tàn khốc thật. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải vùi dập cuộc đời của mình. Và nếu bạn không phải là sếp thì đừng làm thêm giờ nếu thấy không cần thiết. Vừa rồi là video 5 giờ tôi đòi sách cà phê đấy. Rốt cuộc là tôi đi làm hay tôi đi nô dịch của tác giả Đoàn Tăng ở trên Spider Room? Quan điểm của bạn về vấn đề này là gì? Hãy cho chúng mình biết nhá. Ngoài ra, chúng mình cũng sẽ sản xuất thêm video về chủ đề này. Các bạn hãy chờ đón thêm nhiều góc nhìn khác của những tác giả khác ở trên Spider Room nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Mình là Pink Dot, còn đây là Spider Room. See ya.